Hello, hello, xin chào các bạn và wow các bạn Nhưng mà nào mà theo dõi giá cả thì cũng đã thấy được là giá BTC hôm nay đó Nó có cái sự tăng trưởng như thế nào rồi chúng ta nhìn thấy được là chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi giá BTC đã đi từ cái mức là khoảng chừng 51.000 lên tới cái mức cao là 57.200 đô các bạn chỉ trong vòng có ngày hôm nay thôi và hiện bây giờ đang ở mức là 56.531 trong vòng một ngày đó các bạn nhìn thấy được là giá BTC đã tăng khoảng chừng là gần 10% và nhìn như là BTC đã chưa muốn nghỉ ngơi các bạn chúng ta nhìn thấy được là BTC vẫn đang tiếp tục muốn tăng nữa ở thời điểm hiện bây giờ thì có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này chúng ta không có một cái tin tức nào lớn dẫn đến là giá cả tại sao lại tăng trưởng mạnh nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều những cái sự kiện đã xảy ra chập vòng mấy tuần qua rồi nhưng ba nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết là chúng ta đang chứng kiến rất là nhiều những cái lực mua đến từ khắp nơi các bạn và chúng ta cũng đã chứng kiến có những cái lệnh đòn bẩy rất là nhiều và chúng ta cũng đã biết là giá BTC đã, đã nằm ở trong một cái phạm vi chính giữa của một thời gian rồi các bạn khoảng chừng là hai tuần và cuối cùng bị Bitcoin cũng đã lựa chọn xu hướng đó chính là tăng Tăng trưởng các bạn và thuận sẽ chia sẻ với các bạn một số những giả thuyết tại sao mà thuận nghĩ chúng ta lại thấy cái sự tăng trưởng giá mạnh trong ngày hôm nay và đương nhiên như thuận vừa chia sẻ nó không liên quan đến một cái tin tức hết các bạn nó liên quan đến tất cả những sự kiện kim ta đã nói đến trong vòng mấy tuần qua rồi mọi thứ vẫn diễn ra như là chúng ta đã nói đến mấy tháng qua trước khi mà có bịt Spot ETF những gì chúng ta nghĩ đến là sau khi có bịt Spot ETF thị trường nó sẽ như thế nào dài hạn thì chúng ta đang chứng kiến những chuyện đó đang xảy ra hiện tại và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái sự phân phối của định đòn 7 đó ở trên con class thì các bạn nhìn thấy được là những sàn lớn như là Binance, OKX và Bybit thì các bạn có thể nhìn thấy được là giá BTC hiện bây giờ là 56.500 đô ngay cái đường mũi tên chấm chấm này các bạn rất rõ ràng khi các bạn nhìn về phía tay phải đó thì các bạn nhìn thấy được là không còn nhiều lệnh suất nữa và hầu hết đã mất rồi các bạn chúng ta chỉ thấy bây giờ đã chỉ còn bên tay trái là lệnh long mà thôi họ đang gồng lời hiện bây giờ tại vì giá cả tăng mạnh ngày hôm nay và chúng ta có thể nhìn thấy hôm nay đó tuy là nhìn cả ngày không phải một ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý chúng ta nhìn thấy được là tổng cộng đó là có 268 triệu đô la lệnh bị thanh lý và nếu chúng ta nhìn vào cái ngọn đến giờ để các bạn, mỗi một thanh này là một giờ thì các bạn sẽ thấy được là trong ngày hôm nay cũng đã có nhiều giờ liên tục đó. Chúng ta nhìn thấy được là cái thanh màu đỏ này nó rất là dài, có nghĩa là chúng ta có nhiều lệnh sốt bị thanh lý. Bắt đầu từ hồi sáng nay Hoa Kỳ các bạn chúng ta có 29.96 triệu bị thanh lý, nghĩa là gần 30 triệu ở cái thời điểm này. Rồi kế đó một giờ là gần 29 triệu bị thanh lý. Cách đó khoảng chừng là 2 3 giờ là khoảng chừng 50 triệu bị thanh lý rồi tới 26 triệu rồi tới 38 triệu rồi tới 52 triệu rồi chúng ta nhìn thấy được là gần đây nhất là khoảng chừng gần 7 triệu bị thanh lý trong vòng một tiếng qua nói chung đó là ngày hôm nay rất nhiều lệnh số bị thanh lý các bạn con số đó tuy là tính cả ngày không nhiều nhưng mà trong thời gian ngắn đó cũng không hề nhỏ đâu nhưng mà chúng ta cũng đã từng nói đến là chúng ta có cái số lượng bị thanh lý đó có thể là nhiều gấp 4 lần nhưng mà các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ là khi mà giá bắt đầu di chuyển đó, thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi khi mà giá di chuyển đó, thì sẽ có lệnh số bị thanh lý hay là bị đóng và ngược lại sau cái lệnh chốt lời các bạn nhưng mà các bạn thấy được là tôi hôm nay không phải là một ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý nhưng mà cái số lượng đó cũng đã khiến cho giá có sự tăng vọt các bạn nhưng mà đây chỉ là một phần mà thôi tôi nghĩ một phần khác đó sẽ đến từ lực mua từ thị trường spot để tôi chia sẻ thêm với các bạn à, và chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC ngày hôm nay tôi đã có sự tăng trưởng nhưng mà chưa đến cái đỉnh các bạn chúng ta thấy được là chúng ta vẫn còn cách đỉnh một cái khoảng cách bây giờ cái mức cao ngày hôm nay là 57.000 đô và cái đỉnh của BTC là 69.000 đô thì các bạn có thể nhìn thấy được là mức giá hiện tại đây chúng ta từ đỉnh tới bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng cách là 18.15% mà thôi và từ cái mức này lên cái đỉnh là 69.000 đô ra chỉ còn khoảng cách là 22.18% mà thôi nếu như mà chúng ta nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng ngày hôm nay đó của BTC là chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đó đã là gần 10% rồi. Có nghĩa là nếu chúng ta có khoảng chừng là 2-3 ngày gì nữa chúng ta đã trở về đỉnh rồi các bạn. Cái này cho các bạn nhìn thấy được là chúng ta thật sự không phải là cách xa đỉnh 69.000 đô lắm đâu. không không phải để chia sẻ để các bạn FOMO, thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn có thể hiểu được là cái mức giá BTC bây giờ đã cao rồi các bạn. Và chúng ta thường hay nói đến là cái mức đỉnh là 69.000 đô Nhưng mà trên thực tế đó giá BTC hơn 60.000 đô không có bao nhiêu ngày hết các bạn. Trở lên năm 2021 đó thì khoảng chừng là hơn một tháng là chúng ta có cái mức giá đó mà thôi trong toàn bộ lịch sử của BTC cái mức giá trên 60.000 đó là một thời gian cực kỳ ngắn có nghĩa là ở cái mức này đó nhiều người cũng đang có lời hiện tại rồi các bạn và trên căn bản đó không có mấy người mua trên 60.000 đô đâu nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên đó, thì tôi nghĩ là khi các bạn thấy giá tăng cho đột ngột nó cũng không có làm các bạn bất ngờ đâu tại vì chúng ta cũng đã uh, tìm hiểu những cái thông tin liên quan đến những cái lệnh đòn bẩy như thế nào trong vòng mấy ngày qua rồi cái sự mà khiến cho thuần bất ngờ đi chính là cái sự tăng trưởng năm mạnh cỡ nào các bạn Thôi không nghĩ là có thể tăng lên tới cái mức là 57.000 đô trong thời gian ngắn như vậy các bạn Trong vòng chỉ một ngày mà thôi Trong vòng chỉ 12 giờ thôi các bạn đã có cái sự tăng trưởng mạnh như vậy rồi Và tuy giá BTC bây giờ đã vẫn còn cách cây đỉnh cũ tính theo giá của USD giá của đồng đô la đó là khoảng chừng 18% nhưng mà trên căn bản đó khi chúng ta nhìn vào một số những cái quốc gia thì Bitcoin đã đạt đỉnh mới rồi các bạn. Ngày hôm nay thì ở Norway đó giá Bitcoin tính theo đồng krona đã đạt đỉnh mới rồi các bạn. Các bạn có nhìn thấy trên màn hình đó, thì đây là cái mức giá cao nhất của BTC ở Norway tính theo đồng của họ và đương nhiên chúng ta cũng đã từng nói đến là rất nhiều những quốc gia giống như chúng ta nói tới là đồng yên Nhật Bản, đồng Grand của Nam Phi, Peso Argentina, Lira Thổ Nhĩ Kỳ, đồng Naira của Nigeria, Rupee Pakistan, đồng bảng của Ai Cập, đồng Shilling của Kenya vân vân các bạn nhìn thấy được là có rất nhiều những quốc gia tại vì lạm phát đã khiến cho khi mà so sánh với Bitcoin thì Bitcoin đã định mới rồi. Cái này là một trong những cái mà chúng ta thấy giá BTC tuy là dao động nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm đến là trong thời gian dài hạn nó sẽ như thế nào các bạn khi các bạn zoom ra thì đầu tư dài hạn sẽ ra sao các bạn lưu trữ tiền các bạn ở trong btc đó thì sẽ như thế nào cái đó mới là điều quan trọng các bạn đương nhiên bất cứ ai cũng có thể chọn một khoảng thời gian nào mà thấy là nói là thấy chưa giá btc đã giảm rồi làm sao có thể nói được đây là một tài sản lưu trữ giá trị thì các bạn nên nhớ mỗi lần mà họ làm như vậy đó thì cái khung thời gian của họ rất là hạn chế khi mà các bạn nói một ai đó ok zoom ra 4 năm zoom ra 5 năm thì các bạn thấy được là trong bất cứ một khoảng thời gian 4 5 năm nào đó chúng ta vẫn thấy giá BTC có cái sự tăng trưởng vượt bậc các bạn cho dù là trong khoảng thời gian nó có lên có xuống nhưng mà cái mà thường quan tâm nhiều hơn đó khi chúng ta nói tới một cái tài sản lưu trữ giá trị đó chính là khi các bạn đi làm các bạn cực khổ, các bạn kiếm tiền, các bạn muốn để dành tiền đó. Nhưng mà đáng tiếc đó là lạm phát sẽ ăn mòn cái tiền đó của các bạn khi mà các bạn chỉ giữ tiền mặt mà thôi. Cho nên các bạn cần một công cụ gì đó để mà lưu trữ giá trị dài hạn các bạn. Và khi mà nói tới tài sản lưu trữ giá trị đó thì tốt với không tốt. Đó chính là Thuận muốn biết là 5 năm sau, 10 năm sau khi mà Thuận cần cái số tiền đó thì nó sẽ như thế nào các bạn? Nó có mất giá theo thời gian hay là nó giữ được giá hay là tăng giá? Đó là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị tốt. Chứ chúng ta không nói đến là trong vòng một tháng hay là trong vòng một năm các bạn. Khi mà nói đến lưu trữ thì chúng ta nói tới là cái thời gian dài hơn. Cho nên bất cứ ai mà nhìn vào một khung thời gian ngắn hơn thì cũng đều sẽ nói tới là Bitcoin không thể là một tài sản lưu trữ giá trị. Tại sao lại không các bạn? Từ khi mà có kênh này tới bây giờ đó là giá Bitcoin lúc đó chỉ có 800 đô, 1.000 đô mà thôi. Bây giờ đã là 56.400 đô rồi thì tại sao Bitcoin lại không phải là một mảng lưu trữ giá trị tốt. Có thể nghĩ như thế này, các bạn đi làm là các bạn đương nhiên sẽ cần phải sử dụng một số tiền. Cái số tiền còn lại các bạn cần phải dự trữ giống như các bạn dự trữ năng lượng gì đó thì những tài sản là những thứ mà các bạn dùng để mà lưu trữ năng lượng đó và các bạn muốn một loại tài sản nào đó đó thì ít nhất là không bị ăn mòn theo thời gian. Khi các bạn cần sử dụng thì các bạn sẽ có cái số tiền như là các bạn mong muốn mà không bị mất theo thời gian để mà sử dụng để mà bảo tồn cái sức lao động của các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác đi thì trước hết chúng ta hãy nhìn thấy được là giá của BTC tăng. Hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là cả thị trường crypto cũng tăng các bạn và vốn hóa của crypto bây giờ đã lên tới là 2,2 nghìn tỷ. Đương nhiên nhiều bạn đó thì cũng không cảm thấy là vui lắm. Tuy hôm nay đó khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ crypto bubbles này thì các bạn nhìn thấy được là rất nhiều màu xanh. Tôi thường chuyển qua cái thời điểm là tính theo một ngày thì các bạn nhìn thấy được là hôm nay đã tuy rất là nhiều những cái coin là xanh hiện tại hầu hết là xanh các bạn chỉ có vài màu đỏ mà thôi nhưng mà nhiều bạn đã cũng cảm thấy không được vui tại vì khi các bạn so sánh với đồng đô la thì là như vậy nhưng mà so sánh với BTC đó thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là có rất nhiều những cái coin đã không theo kịp Bitcoin ngày hôm nay chỉ có vài đồng coin ngày hôm nay là thật sự xanh mà thôi khi mà so sánh với lại BTC và chúng ta lúc nào cũng nên so sánh với Bitcoin hay các bạn tại vì Bitcoin là cái đồng có vốn hóa lớn nhất, tính thanh khoản cao nhất là cái thương hiệu hàng đầu và có rủi ro thấp nhất khi chúng ta nói tới crypto. Thì nếu như mà Bitcoin có cái sự tăng trưởng còn hơn Ocoin thì không có lý do gì đầu tư vào Ocoin hết các bạn. Đương nhiên chúng ta đang nói đến là trong vòng một ngày một tuần. Nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu đó là trong thời gian ngắn như vậy chúng ta thấy BTC tăng trưởng nhiều hơn altcoin là chuyện rất là bình thường. Đây là những cái chu kỳ chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi. Và lý do tại sao như vậy đó thì như thường vừa chia sẻ Bitcoin vẫn là thương hiệu hàng đầu các bạn và đặc biệt bây giờ chúng ta có Bitcoin Smart ETF tiền lúc nào cũng sẽ đổ vào Bitcoin trước đối với thuần tại vì khi mà chúng ta thấy thị trường sôi động đó thì người ta sẽ biết đến Bitcoin, tiền sẽ đổ vào Bitcoin và Bitcoin sẽ có sự tăng trưởng. Khi Bitcoin tăng trưởng tới một mức nào đó rồi đó thì các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng sẽ chậm lại và mọi người đó khi mà đã làm quen cái này là điều quan trọng các bạn tại vì khi mà chúng ta nói tới những nhà đầu tư đó thì họ rất là mau quên và họ rất kỳ dễ làm quen các bạn các bạn có thể thấy được là giá của BTC bây giờ là 56.000 đô nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là ngày mai nếu như mà giá trở về 54.000 thì sẽ làm cho nhiều bạn là không được vui mặc dù là các bạn thấy được một ngày trước đó giá của BTC chỉ có khoảng chừng 51.000 mà thôi thậm chí là cách đó vài ngày các bạn cuối tuần qua đã giá xuống chứ còn có 50.600 đô chỉ vài ngày trước thôi chúng ta chỉ mức là 50.600 đô chỉ vì ngày hôm nay có sự tăng trưởng ngày mai đây có một sự điều chỉnh nhẹ xuống 54.000 đô, 53.000 đô vẫn cao hơn nhiều so với một ngày trước đó. Như bạn cũng sẽ không được vui tại vì chúng ta rất là dễ làm quen với mức giá mới. Và khi chúng ta đã quen với sự tăng trưởng là wow, hàng ngày chúng ta có cái sự tăng trưởng là 5%, 10%, rồi đột ngột đó BTC lại không tăng trưởng nữa sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy chán và họ sẽ tìm tới altcoin để có cái sự tăng trưởng tốt hơn các bạn. Và tiền lại đổ từ Bitcoin về altcoin đây là cái chu kỳ Bitcoin altcoin chúng ta đã thấy rất là nhiều lần rồi các bạn, không gì gọi là À, khác lạ so với như chúng ta đã thấy trước đây cho nên những bài nào mà đang lưu trữ all coin đó đang nói all coin nói chung Thường không biết được đồng này đồng kia riêng lẻ như thế nào đâu các bạn thôi chỉ nói là tình hình chung mà thôi thì cái mà thuần có thể chia sẻ với các bạn là miễn là btc có thể giữ được cái mức giá này có có thể có sự điều chỉnh nhưng mà miễn là giữ được mức giá này chứ đừng có đâm một phát trở về năm mươi đô hay gì đó mà có tin tức gì xấu lớn thì miễn là btc có thể giữ được thì sớm muộn gì tiền sẽ đổ qua thị trường altcoin nhưng mà đổ vào altcoin nào đó thì cái đó tùy vào cái nhu cầu của thị trường các bạn còn về tin tức ngày hôm nay đây thì các bạn thấy được hồi sáng này đã có cái thông tin là Michael Saylor đã thông báo là Michael Strategy lại mua thêm 3.000 Bitcoin khi chúng ta nói tới Michael Strauss chỉ mua thêm 3 cái bitcoin đó thì uh, bây giờ các bạn nhìn thấy được là 3.000 bitcoin nó không phải là con số lớn lắm khi mà chúng ta nói tới là hàng ngày 4.000, 5.000, 6.000 bitcoin được tích lũy bởi những cái quỹ bitcoin spot ETF nhưng mà thật sự 3.000 bitcoin ở cái mức giá đã là 155 triệu rồi các bạn con số đó rất là kinh khủng chúng ta có thể nghĩ như thế này MicroStrategy là một cái công ty mà họ bán cái phần mềm máy vi tính các bạn thì cái sự kinh doanh của họ đó theo thường hiểu là cũng tạm được mà thôi sau khi mà có bong bóng com đó, thì các bạn thấy được là cổ phiếu của công ty MicroStrategy này đã xuống rất là sâu các bạn và ở cái mức đáy một thời gian dài luôn chúng ta nói tới rất nhiều năm cho đến khi mà chúng ta thấy là Michael Saylor đã ra quyết định là công ty này sẽ đi thu mua Bitcoin và sẽ trở thành một công ty mà có cái chiến lược lưu trữ BTC thì cổ phiếu mới thực sự có cái sự tăng trưởng và Michael Saylor bán thêm cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu rồi đi vay mượn thêm cho công ty rồi lấy cái tiền mà có được từ kinh doanh phần mềm cũng đi thu mua Bitcoin luôn các bạn và đương nhiên đã bắt đầu từ tháng 8 năm 2020 khi mà giá BTC giảm năm 2022 đó thì đương nhiên rất là nhiều người cười Michael Saylor các bạn à, tôi nghĩ là không còn mấy ai cười Michael Saylor nữa đâu <laughs> khi mà chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC tăng như vậy và cái số lượng mình cơ họ tích lũy đó ngày lại càng nhiều hơn. Cái số mà họ tích lũy gần đây đó thì à, các bạn thấy được là theo thống kê Họ tức lũy 3.000 Bitcoin này Ở cái mức là khoảng chừng 51.813 đô các bạn à, Vào khoảng chừng ngày 15 tháng 2 Tới ngày 25 tháng 2 Nhưng mà tổng cộng đó Thì các bạn nhìn thấy được là Họ đang lưu trữ rất là nhiều BTC Tổng cộng thì bây giờ họ lưu trữ tới 193.000 BTC Có nghĩa là tổng cái số lượng BTC này đó Đáng giá lên tới là hơn 10 tỷ đô la các bạn Công ty MicroStrategy thì đang có gần 11 tỷ đô la BTC cái vốn của họ bỏ ra đó chỉ là hơn 6 tỷ mà thôi họ đang có lời rất là nhiều các bạn và theo ước tính họ lời khoảng chừng là 4 tỷ 6 hiện bây giờ họ đang gồng lời 4 tỷ 6 các bạn và vì Bitcoin công ty MicroStrategy đã có vốn hóa cao đến nỗi mà họ sắp sửa được lọt vào chỉ số S&P 500 và khi lọt vào chỉ số S&P 500 rồi đó thì sẽ có nhiều người thu mua MicroStrategy hơn bất cứ khi nào nữa các bạn tại vì sao tại vì khi mà đã lọt vào đó rồi thì có rất là nhiều những cái mô hình đầu tư họ dựa vào S&P 500 giống như bản thân thường thì cũng có một cái quỹ index S&P 500 các bạn thường chỉ mua cổ phiếu của quỹ index đó mà thôi thì khi mà thuận mua đó thì các bạn thấy được là thuận cũng không cần biết là trong đó có những cái cổ phiếu gì thuận chỉ mua nguyên một chỉ số nhưng mà khi mà nhận được tiền rồi đó cổ phiếu đó sẽ đi thu mua những cái cổ phiếu trong cái S&P 500 đó dựa theo cái cách mà họ đo trong lượng các bạn và khi MicroStrategy vào được đó rồi thì tiền đổ vào MicroStrategy sẽ nhiều hơn trong thị trường chứng khoán và Michael Saylor liên tục có thể kêu gọi được thêm vốn để mua Bitcoin tại vì sao các bạn? Tại vì cái mà nhiều người không để ý đó khi mà người ta nói đến MicroStrategy thì nhiều người đó họ đã quá bận đi mà chập quê Michael Saylor mà họ lại không để ý đến một cái đó chính là giá cổ phiếu các bạn các bạn có biết là từ khi mà họ tích lũy Bitcoin trong cái ngân sách của họ đó thì từ tháng 8 năm 2020 cho đến bây giờ Bitcoin đã tăng 369% nhưng mà ngược lại đó cổ phiếu của họ đã tăng 546%. Michael Strategy đã có thể khiến cho cổ đông của mình có lời rất là nhiều các bạn và họ chỉ cần bán cổ phiếu đã có lời rồi chứ cần gì phải bán BTC đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đây để các bạn hiểu rõ hơn tại sao mà Michael Saylor có thể thuyết phục nhiều người đưa tiền cho ông để mua Bitcoin như vậy tại vì cổ phiếu của công ty này tăng trưởng và đương nhiên MicroStrategy không phải là cái công ty lớn duy nhất ở trên sàn chứng khoán mà lưu trữ crypto các bạn chúng ta có công ty Marathon cũng lưu trữ đương nhiên rất là thấp các bạn khi mà so sánh với lại MicroStrategy nhưng mà vẫn là khoảng chừng hơn 15.000 Bitcoin đáng giá đó là 881 triệu kế đó là Tesla Tesla mặc dù đã bán khá nhiều Bitcoin rồi nhưng mà họ vẫn đang lưu trữ 9.720 BTC nghĩa là vẫn hơn nửa tỷ đô la hiện bây giờ là đang lưu trữ bằng Bitcoin đó các bạn đương nhiên Coinbase lưu trữ cũng hơn nửa tỷ đô la họ lưu trữ khoảng chừng là 9.480 BTC và nhiều những cái công ty khác cho các bạn nhìn thấy đó nên những công ty trên sàn mà thôi có những cái quỹ ETF đó thì rất là nhiều luôn thì cho chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa còn chúng ta cũng đã nói tới là những cái công ty tư nhân giống như là Block One cũng lưu trữ rất là nhiều các bạn và đương nhiên chúng ta đang nói đến những công ty này những công ty mà không có lên sàn chứng khoán ngoại trừ là họ thông báo chứ nếu không chúng ta cũng không có biết giống như gần đây đó, các bạn đã nhớ là công ty Reddit thông báo là họ có lưu trữ Bitcoin và Ether và Matic tại vì họ đang đệ đơn để lên sàn chứng khoán chứ nếu không đó họ cũng sẽ không bao giờ nổi đâu các bạn biết bao nhiêu công ty như vậy nữa chúng ta có thể đang chứng kiến khả năng là có một cái cú sốc nguồn cung rất là lớn nhu cầu của những người đầu tư đang ngày càng nhiều và thậm chí chúng ta nhìn thấy được là trong tay của những chính phủ đó đang lưu trữ rất là nhiều chúng ta có Hoa Kỳ lưu trữ nhiều Bitcoin nhất hiện tại. Chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ 215.000 BTC các bạn nghĩa là khoảng 12 tỷ đô la. Chúng ta nhìn thấy được là sau Hoa Kỳ là Trung Quốc lưu trữ 190.000 BTC là hơn 10 tỷ đô la. Chúng ta có ở nước Anh lưu trữ 61.000 BTC là hơn 3 tỷ tư các bạn. Và nước Đức gần đây đó họ cũng đã lưu trữ tại vì họ tịch thu một số lượng lớn BTC các bạn là khoảng 50.000 BTC là 2 tỷ 7. Kế đó là Ukraine là 2 tỷ rưỡi và El Salvador 133 triệu các bạn. Các bạn có nghĩ đi có biết bao nhiêu là đơn vị đang lưu trữ hiện bây giờ các bạn nghĩ ở trên thị trường có bao nhiêu bitcoin thật sự có thể được mua bán hàng ngày và chúng ta hãy nhìn vào cái bitcoin Hitmap map các bạn đây là cái biểu đồ nhiệt của bitcoin chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều và đây là cái phiên bản cập nhật mới nhất ngày hôm nay thì những bạn nào mà mới đến kênh thường thấy là nhiều bạn cũng hỏi thường trên mạng xã hội để chia sẻ nhanh nhất có thể thì ở bên tay trái các bạn nhìn thấy được những con số này nó đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví giống như chúng ta nhìn thấy được là đây là nhóm địa chỉ ví dưới một rồi một tới mười mười tới một trăm rồi bên trên này là những cái Vô cực lớn là hơn 10.000 Bitcoin các bạn Bà thường đó, Class No họ sẽ không tính những cái ví của sàn Đây là những cái ví mà họ nghĩ là một đơn vị hay là một ai đó tích lũy mà thôi Và những cái màu các bạn nhìn thấy đó thì cũng rất dễ đọc Từ màu đỏ đến màu xanh đậm Màu đỏ nghĩa là phân phối, nghĩa là có Bitcoin rời khỏi những cái nhóm địa chỉ ví này Và tích lũy là màu xanh đậm các bạn, nghĩa là có Bitcoin đi vào những địa chỉ ví này Và chính giữa đó chính là màu vàng, nghĩa là không tích lũy cũng như là không có phân phối Thì rất rõ ràng khi chúng ta nhìn thấy những cái nhóm địa chỉ ví này đó Chúng ta nhìn thấy được là có hai nhóm bây giờ vẫn tiếp tục tích lũy các bạn là cái nhóm có từ 100 tới 1.000 BTC và hơn 10.000 BTC các bạn nhìn thấy được là rất là xanh hiện bây giờ họ liên tục tích lũy cho đến bây giờ luôn chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này đó những cái địa chỉ ví nhỏ hơn là giống như là từ 1 đến 10 đó thì chúng ta lại nhìn thấy được và thậm chí là lên tới cái mức là 100 BTC như là cái nhóm địa chỉ ví mà 100 BTC trở xuống thì chúng ta nhìn thấy đã chuyển thành màu vàng rồi nghĩa là phần lớn đó họ không tích lũy cũng không phân phối trong khi mà cách đó cả tháng các bạn từ trước tháng 1 cho tới bây giờ các bạn nhìn thấy được là cái nhóm địa chỉ ví mà có dưới 100 BTC nghĩa là có thể là có 10 trong đó có thể là có một trong đó hay là 0.1 tất cả tính hết trong cái nhóm này Chúng mình nhìn thấy được là rất là đỏ các bạn Trong vòng cả tháng qua họ liên tục phân phối Có thể nghĩ là họ liên tục bán ra trên thị trường Nhưng mà ngược lại tất cả đều được tích lũy bởi những cái ví lớn hơn Hiện tượng đó bây giờ đó tuy là hiện tượng bán đã giảm xuống rồi các bạn Nhưng mình chưa nhìn thấy được là bây giờ chuyển thành màu vàng Nghĩa là không tích lũy cũng như là không phân phối Nhưng mà những cái ví lớn đó thì vẫn đang tích lũy hiện tại như các bạn nhìn thấy trên màn hình Đây là điều mà tôi muốn mang đến cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn tình hình chung là như thế nào. Và đương nhiên đây là cái sự đại diện của tổng quát tất cả những địa chỉ ví này chứ không phải tính riêng một ví nào. Như bạn nói là khi chúng ta nhìn thấy tất cả đều phân phối tất cả được tích lũy như những cái thời gian này đó thì ai bán hay là ai mua thì các bạn nên biết là đương nhiên trong cái nhóm đó cũng có người bán có người mua các bạn chứ không phải là tất cả đều bán hết thì tất cả đều mua hết và đương nhiên chúng ta không tính những cái ví của sàn thì khả năng là họ bán hay là mua từ những cái ví của sàn các bạn và nói tới Bitcoin Spot ETF đó thì hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi động các bạn. Hồi sáng này đó trong vòng chỉ có vài giờ giao dịch đầu tiên thôi thì cái volume, cái khối lượng giao dịch của BlackRock Bitcoin ETF là IBIT đó các bạn. Nhưng mà nào mà lên trên sàn chứng khoán để mà tìm kiếm BlackRock Bitcoin ETF đó các bạn phải tìm kiếm cái từ là iShares tại vì iShares là cái nhãn hiệu ETF của BlackRock thì AC Bitcoin Trust ngày hôm nay chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ thôi đã đạt được cái mức giao dịch là 618 triệu đô la các bạn đứng chỉ sau lưng VOO VOO này đó là cái quỹ index S&P 500 của Vanguard cực kỳ nổi tiếng các bạn cái, cái quỹ này đã giao dịch rất là nhiều hàng ngày các bạn nhìn thấy được là chỉ tính riêng BlackRock thôi đó thì đã xếp hạng thứ 8 các bạn trong tất cả các ETF các bạn nên biết là có tới mấy ngàn ETF ở Hoa Kỳ lần xếp hạng thứ 8 tính riêng BlackRock mà thôi và đứng ngay sau lưng S&P 500 của Vanguard các bạn và hôm nay đó là một ngày mà kết thúc đạt kỷ lục luôn các bạn thấy được là BlackRock, IBIT đạt kỷ lục chỉ tính riêng Black Ibit thôi đó thì kết thúc ngày hôm nay là hơn 1 tỷ đô la giao dịch các bạn. Cái khối lượng này cực cao, cao cỡ nào để các bạn có thể hiểu được là hơn 1 tỷ đô la giao dịch đó là xếp hạng top 11 trong tất cả các ETF ngày hôm nay. Chúng ta có nhìn thấy được là Ibit xếp hạng thứ 11 trong tất cả hàng ngàn ETF các bạn và một lần nữa chỉ đứng sau lưng VOO có nghĩa là Vanguard S&P 500 Index mà thôi Và chúng ta nếu như tính tất cả những quỹ Bitcoin Spot ETF đó thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều Tất cả quỹ Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay đã không tính Grayscale là khoảng 2 ,4 tỷ tư các bạn Con số cao nhất kể từ khi bắt đầu Và nếu tính luôn Grayscale đó thì tổng khối lượng hôm nay đạt tới là 3.24 tỷ các bạn Chúng ta nhìn thấy được BlackRock dẫn đầu, tổng cộng là 1 tỷ 3, cuối cùng thống kê là 1 tỷ 3, RayScale là 843 triệu, Fidelity 587 triệu. À, và cái chúng ta đang nhìn đó chính là cái volume. Volume đó, cho các bạn có thể thấy được cái sự hứng thú là như thế nào. Khi mà chúng ta nói tới khối lượng nó thường hay dùng một cái ví dụ giống như là chúng ta thấy là không phải cuộc chiến nào nó cũng giống nhau, Cũng bằng nhau hết. Cuộc chiến nó sẽ khác nhau ở chỗ là khi các bạn ra trận các bạn dẫn theo bao nhiêu binh lính cái cuộc chiến nào mà hai bên dẫn theo càng nhiều binh lính thì cuộc chiến đó nó càng quan trọng các bạn cái trận đấu đó càng quan trọng thì cũng tương tự khi chúng ta nhìn thấy được là một mức giá nào đó mà có nhiều volume giao dịch thì mức giá đó càng quan trọng nghĩa là cái mức giá đó khiến cho nhiều người cực kỳ hứng thú họ mua họ bán họ, họ bán các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là thị trường cực kỳ sôi động đó là cái volume cái khối lượng nhưng mà cái chúng ta muốn biết thêm là chính là dòng tiền như thế nào dòng tiền đó thì bây giờ vẫn chưa có thống kê cuối cùng các bạn nhưng mà thuận cũng có thể bật mí với các bạn tình hình bây giờ đó dòng tiền là một ngày mà sẽ có cái con số dương cực kỳ nhiều chúng ta nhìn thấy được là Grayscale đã có thống kê rồi hôm nay đó họ chỉ bán có 22 triệu đô la mà thôi đây là cái con số thấp nhất kể từ khi mà ETF bắt đầu đó các bạn kể từ ngày 11 tháng 1 tới bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được là những cái thanh đỏ này đại diện cho cái số lượng mà họ bán hàng ngày nhưng mà thật ra chúng ta nói Grayscale bán đó thì cũng không đúng 100% đâu các bạn tại vì những người đầu tư vào Grayscale họ bán cho nên Grayscale phải bán chứ không phải là Grayscale tự bán đâu và có một số người đó họ bắt buộc phải bán các bạn giống như chúng ta nói tới ETF thì họ cần phải bán để mà thu hồi cái tiền đó để nạp vào cái quỹ để sau này trả cho những nạn nhân hay là chúng ta nói tới công ty mẹ là công ty DCG cũng phải bán để mà trả nợ và gần đây đó chúng ta thấy được là công ty Genesis cũng đã được tòa án đây cũng là một công ty mà đã phá sản và cũng có cổ phần của GBTC đã được tòa án cho phép bán là 1 tỷ ba các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng bán nó giảm đi hàng ngày và chúng ta nhìn thấy được là nhìn tổng đó thì cái khối lượng ngày hôm nay cực kỳ nhỏ bà đã nhỏ liên tục 3 ngày rồi các bạn, 3 ngày liên tục là dưới con số là 100 triệu. Chúng ta nhìn thấy được là ngày 14 tháng 2 đó, đó là cái lúc mà tòa án cho phép công ty Genesis bán 1 tỷ 3 thì chúng ta nhìn thấy được là sau đó đó thì năm cái phiên giao dịch liên tục chúng ta nhìn thấy được là cái khối lượng nó cũng đã tăng lên khi mà chúng ta nói tới cái số lượng bán đó nhưng mà thật sự cái này nó cũng không có đủ cho một tỷ ba đâu thuần chưa hiểu là một tỷ ba đó đã bán hay là chưa nhưng mà các bạn thấy được là với cái sự tiêu thụ của những quỹ còn lại đó thì một tỷ ba đó cho dù bán hay nữa cũng sẽ được tiêu thụ trong vòng một hai ngày mà thôi và cũng có khả năng là họ chia nhỏ ra để mà bán tại vì các bạn nên biết là những cái công ty đó họ muốn bán và thu hồi về cái số lượng nhiều nhất có thể để họ trả cho những nạn nhân để họ trả cho những cái chủ nợ chứ họ đâu cũng muốn bán ở mức thấp đâu cho nên họ sẽ chia ra bán làm sao để không ảnh hưởng đến thị trường các bạn và với cái sự giảm tốc độ bán của Rayscale đó chúng ta lại nhìn thấy một điều đó chính là cái tốc độ mua của những quỹ còn lại đó thì lại không giảm mà lại tăng các bạn cái này là cái thống kê sơ bộ mà thôi chúng ta vẫn chưa có hết tất cả các quỹ thì bây giờ chúng ta vẫn đang chờ thông tin đến từ cái quỹ IBIT quỹ của BlackRock và chúng ta cũng chờ thông tin đến từ cái quỹ của BTCO. Thông nhớ đây là cái quỹ của Galaxy, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến BlackRock thôi các bạn. À, BlackRock sẽ là một cái quỹ mà sẽ có rất nhiều những cái dòng tiền. Và chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay đó chưa có thông tin từ BlackRock. Chúng ta đã có cái con số dương là 403 triệu rồi trong đó chúng ta có công ty Fidelity hôm nay đã có thêm cái dòng tiền là 243.3 triệu chúng ta có công ty Ark Invest các bạn của Cathy Wood là có thêm 130.6 triệu và những quỹ còn lại thì rất là nhỏ không đáng nói đến các bạn chúng ta cũng có cái uh, quỹ BITB này đặt thường nhớ của Bitwise các bạn thì cũng có 37 triệu ngày hôm nay chỉ tính riêng cái quỹ này thôi nên thì cũng đã hơn cái số lượng bán ra bởi Grayscale rồi chỉ cần chúng ta có thông tin từ BlackRock sẽ biết được nếu như mà BlackRock Nhìn vào cái dòng tiền vào Fidelity và vào ARK đó, thì có thể là BlackRock có thể có 230 triệu ngày hôm nay Điều hoàn toàn có thể các bạn thì có thể đẩy con số này lên cái mức cao mà chúng ta chưa từng có luôn Có thể là 700 triệu ngày hôm nay Khi nào mà có thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn còn về việc là tại sao mà giá cả tăng mạnh thì có một cái giả thuyết chúng ta đã nói tới trước đây rồi các bạn đã nhớ đó là ngay thời điểm bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều những quốc gia họ muốn có bitcoin sports etf chúng ta đã từng nói đến là ở hồng kông và cũng như chúng ta nói đến là ở hàn quốc thì cũng đã có nhiều sự kêu gọi nên, nên có bitcoin sports etf và có khả năng cao là chúng ta đang chứng kiến rất là nhiều những cái quỹ đầu tư họ đang thu mua bitcoin hiện tại để mà có thể phát hành bitcoin smart etf sau này nhất là đối với cái sự tăng giá và chúng ta nói tới cái sự fomo cái sự hứng thú trong thị trường này đó thì các bạn nên biết là những quỹ đầu tư họ cũng là con người giống chúng ta mà thôi cho dù là họ có nhiều tiền hơn có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng mà họ cũng không thể nào mà thoát khỏi cái tâm lý trong thị trường lòng tham và sợ hãi vẫn vây quanh họ cho nên chúng ta mới thấy là nhiều quỹ đó họ kiếm được rất nhiều tiền tại vì họ chấp nhận nhiều cái mạo hiểm cũng như nhiều quỷ cũng đã bị phá sản giống như năm 2022 các bạn như là 3 Arrows Capital thì họ cũng sẽ có những cái sự FOMO những cái đợt mà họ cực kỳ lo lắng họ cũng sẽ thu mua nhiều hay là bán tháo đó là điều mà chúng ta cũng đã từng thấy xảy ra rồi và ngay bây giờ đó đối với cái sự tăng trưởng của BTC nếu các bạn là một cái quỹ mà các bạn đang muốn phát hành một cái sản phẩm gì đó liên quan tới Bitcoin mà thấy giá tăng như vậy đấy thì có thể các bạn sẽ rất là sót ruột và cái đó chúng ta nói tới những cái quỹ đầu tư những người bình thường như là thường các bạn đó thì cũng có thể là có rất nhiều bạn cũng đang FOMO hiện tại thêm vào đó nữa chúng ta cũng thấy được là gần đây đã bắt đầu là có những cái tín hiệu cho thấy được là cái giai đoạn 2 và cái giai đoạn 3 vẫn đang diễn ra hiện tại các bạn. Giai đoạn 1 của ETF chúng ta nói tới là chính là cái sự di chuyển tiền từ những cái quỹ khác trở về những quỹ ở Hoa Kỳ tại vì cái phí thấp hơn hay là họ cảm thấy an toàn hơn và chúng ta cũng có những người bình thường họ cũng tò mò, họ muốn tìm hiểu và tự thu mua nhưng mà giai đoạn 2 đó là cái giai đoạn chúng ta đã nói tới gần đây có vài những cái công ty tư vấn đầu tư, họ đã bắt đầu là nói họ đã sẵn sàng để mà tư vấn cho khách hàng để mà thu mua những cái sản phẩm liên quan tới Bitcoin và chúng ta có thể đang chứng kiến điều đó xảy ra cho nên chúng ta mới thấy là cái volume nó cao như vậy. Và đương nhiên giai đoạn 3 đó tôi nghĩ là cần thời gian dài hơn, đó chính là Bitcoin Spot ETF được thêm vào những cái mô hình đầu tư cũng giống như chúng ta vừa nói đến ở đầu video liên quan tên là MicroStrategy được thêm vào S&P 500 thì nó sẽ có cái hiệu ứng dài hạn hơn người ta sẽ mua những cái chỉ số mà không biết trong đó có Bitcoin luôn các bạn cái đó mới là cái số tiền dài hạn mà lớn sau này nhưng mà chúng ta có thể đang chứng kiến là giai đoạn 2 đang triển khai dẫn đến cái volume nó tăng lên như vậy các bạn đó là cái suy nghĩ của Thuận mà thôi các bạn nghĩ sao có thể comment ở bên dưới